Cao đã suy nghĩ đến từ lâu rồi, À. đã suy nghĩ đến từ rất lâu rồi, nhưng mà trước đây thì anh em luôn cố hàn gắn nhau lại để là tiếp tục đi với nhau thêm một quãng thời gian dài nữa, nhưng mà cho đến một cái giai đoạn mà thực sự là thấy là mọi thứ nó đến Mọi lúc thứ nó chín muồi và mọi thứ thế này thì thực ra là anh em đã vấn đề này anh em đã đưa ra bàn rất là lâu rồi, nhưng như thế nào để thống nhất mà cũng xem là tất cả mọi người đều hài lòng về cái quyết định đấy. Nhìn chung là theo nhận định cảm quan của mình thì không có vấn đề gì cả, đúng không? Cảm thấy là không không có động lực, không động lực đi cùng động nhóm nữa, là đúng muốn là mình sẽ đạt được những cái mong muốn riêng của mình đó. thì thực ra thì anh Cao cũng có rất nhiều cái gọi là cái công việc riêng mà Hoạt động mình riêng, thậm chí cả trong âm nhạc cũng mong muốn là có một màu sắc riêng. Tuy vậy khi mà đấy, chúng tôi đều là bốn người có cá tính rất là khác nhau, nhưng mà khi mà làm Da LAB thì chúng tôi phải cùng đưa nhau vào một cái cá tính chung của ban nhạc, thành ra là nhưng bốn con người nó không phát huy được hết cái cá tính của mình đó. Thì đến lúc mà Cào cảm thấy là mình muốn có được những cái riêng của bản thân mang tên là của Cào, và có những song song đó thì ngoài âm nhạc còn có những hoạt động riêng của cá nhân nữa, thì tôi đã thấy nó cũng là bình thường. Thực ra Da LAB trước đây nó từ một nhóm 3, đến khi mình vào cái đây 7 năm thì nó thành một nhóm 4, bây giờ nó lại trở lại thành một nhóm 3, thì nó vẫn vẫn khá giống với Da LAB ngày xưa.